Ở vị trí top 1, tất nhiên sẽ là màn comeback cực kỳ mãn nhãn của anh ấy trong series Call of xuất hiện tại lúc mà không ai nghĩ anh ấy sẽ trở lại TK đã bên phe của Aura, một tham cơ để chống lại Zeo kẻ kế thừa của mình xuất hiện cùng với chiếc Raiwatch cực ngầu TK trên tay và chiếc Driver hoàn toàn mới Neo TK tông màu có vẻ tươi tắn hơn và chiếc Driver với biểu tượng 20 Rider cùng với Zeo trên đó Sức mạnh của anh là cực kỳ áp đảo khi so sánh với Zio Hay thậm chí là phơm mạnh hơn và mạnh nhất lúc đó của Zio là TK Amor Anh cũng hoàn toàn áp đảo tên hậu bối này của mình thể hiện phong cách chiến đấu lãng tử ngâu lôi cùng với những pha chuyển hóa hành Rider tại thời đại Neo hay Như Wizard cũng như Code để áp đảo cả hai thằng nhóc Geyser cũng như Zio anh đã thể hiện rõ bản thân mình là ai tại cái thế giới hỗn loạn này một màn comeback cực kỳ ấn tượng cho kẻ mà được mệnh danh là kẻ nguy diệt thế giới không bị lưu mờ bởi thằng nhóc được mệnh danh là ma vương thời không Những quyền năng của DK tại thế giới này cũng vô cùng to lớn khi anh trực tiếp sử dụng khả năng của Rider mà không cần phải chuyển hóa form của họ thậm chí anh có khả năng tạo ra bức mạng những thế giới giống như Narutaki và dịch chuyển bản thân cũng như những kẻ khác xuyên qua tấm màn này Mặc dù xuất hiện vỏn vẹn 4 tập sau đó thì bị mất sát không thấy anh đâu đến đoạn giữa phim thì anh mới trở lại cùng với sự xuất hiện của người bạn thân gN của mình và vai trò của DK ở đoạn sau phim cũng không hề bị giảm súc cũng có thể chiến đấu ngang sức mặc dù đã mất đi sức mạnh phần lớn vào chiếc dry watch trao cho Zio Thậm chí anh còn trao phần sức mạnh của mình cho tên boss cuối và thể hiện sức mạnh cực kỳ bá đạo của hắn với sức mạnh của Another DK Trong khi anh thì không thể nào làm được sức mạnh to lớn như vậy Cũng không hiểu sức mạnh Another DK lấy ra từ đâu mà lại có thể hủy diệt hơn cả DK cốc dù sao với tất cả gì đã thể hiện sự trở lại trong series của Zio cũng xứng đáng ở vị trí đầu tiên trong danh sách lần này của mình